Em chân thành cảm ơn mọi người đã xem video của em. Chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Em làm vậy để cho nó không bị dính chảo nha mọi người. Đó, rất là ngon luôn. Con cá này em không ướp gì luôn đó mọi người. Mọi người ơi, vậy là em đã nấu xong rồi nha mọi người. Trời ơi, cá chiên sốt cà này cộng với nồi canh chua hấp dẫn nè mọi người. Canh chua hấp dẫn nè. Mọi người ơi, mọi người, hôm nay em mua hai con cá diêu hồng nha mọi người, để em nấu canh chua và em chiên sốt cà cho mọi người. Đây em đã chuẩn bị này, bạc hà này, giá này, đậu bắp này, cà chua này, me, hành tây và củ hành tím nha mọi người. Bây giờ em sắt củ hành tím ra trước để em sắt củ hành tím ra trước để em chuẩn bị em nấu nhá. Củ hành tây em cắt hạt lựu để nát em nấu sốt nha mọi người. Cà chua em cũng cắt hạt lựu để nấu sốt cùng với hành tây nha mọi người. Rồi, cái này bây giờ em sẽ bỏ qua một bên xong để bây giờ em bắt đầu nấu nha. Em cho một nửa cái củ hành tím vào để em xào qua để em nấu canh chua nha mọi người. Em cho nước vào nha. Cái dầu nó sôi á, em cho vô đây nửa muỗng bột mì nha mọi người. Cái nước này nó sôi rồi, bây giờ em cho vô em lọc me nhá. Cái cá chiên á, mình cho bột mì vào dầu á, để cho nó không bị văng nha mọi người. Mọi người làm thử để em đảm bảo không văng. Rồi, bây giờ em bỏ con cá vô nha. Đó. Đó, rất là ngon luôn. Con cá này em không ướp gì luôn đó mọi người. Cho hành tây vô luôn này, cà chua vô luôn này. Tương ớt nha mọi người. Mắm. Bột ngọt. Đường. Em cho vô thìa dầu hào nữa nha. Đây là nửa chén nước với bột năng nha mọi người, một thìa bột năng nhá. Em để nêm rim về chừng 10 phút nha mọi người. Đấy, vùng rổ. Rồi, sang nồi canh chua. Ngon quá. Nãy giờ nó cũng đã chín rồi đấy mọi người. Cá chín rồi đấy. Bây giờ em bắt đầu nêm lại xong rồi em cho rau vô nhá. Mọi người ơi, cái mùi của nó rất là thơm rồi nha mọi người. Bây giờ em cho vô xíu hành lá nữa, em tắt bếp là xong nha. Vậy là em đã nấu xong rồi nha mọi người.
Trời ơi, cá chiên sốt cà này cộng với nồi canh chua hấp dẫn này mọi người. Rồi bây giờ em bỏ ra để chuẩn bị ăn nhé mọi người. Mọi người ơi mọi người, em mời mọi người cùng ăn cơm với mẹ con em nhá. Trời ơi, lâu lúc em không ăn canh chua. Rồi ăn đi con. Nào, ăn Nhi ăn cá nấu trước hay là ăn cá chiên trước con? Đây này, chiên sốt cà này, ăn cá chiên nhá. Bỏ nó ra đó, xong rồi là vẽ cái miếng thịt đây này đó. Mọi người ơi, em mời mọi người nhá, ngon quá. Thêm miếng sốt này, thêm miếng sốt này. Rồi ăn đi, hai đứa ăn đi con. Mẹ ăn đứa này. Ngon mọi người. Cái cá mình không ướp với gì á, ăn cái cá xong nó vào cái sốt, miếng sốt nữa, cái thịt cá ngon. Vừa ăn. Ăn canh chua. Nấu nồi chưa ăn canh chua. Ăn rau ơi. Con gái mà làm biếng ăn rau quá. Mắm ớt đánh hạt. Tất nhiên cái môi của mẹ bữa nay nó sốt sót vậy ta. Đó. Cái ăn nấu này. Bỏ vô cái đĩa mắm ớt ăn nó mới ngon. Ngon không hai đứa? Ngon không ạ? Ngon thật không? Ngon thật. Cá là ngon. Cá sợi nhỏ. Cá không con? Cá nhá. Em mình cần nấu ấy. Cắt rau lúc ăn đi con. Ừ con này. Mẹ lấy một con cho con cá. Ăn cẩn thận với xương này. Ngon mọi người.
ăn đơn giản là hẳn cái ngon. Hai đứa thích ăn tôm không? Thích ăn tôm không? Tôm gì? Tôm nấu lẩu hay là tôm chiên hay là làm món gì? Tôi suy nghĩ đây à? Không nhớ được cái món gì mình đã từng ăn à? Ừ, ăn đi con. Trời ơi, con gái ăn gì đâu mà ăn nhiều nên. Chưa về nhà nói hả? Bữa nay ăn cá chiên sốt cà thì cá nấu canh chua hết có 85.000 thôi mọi người ạ. Em ăn cái đầu cá, cái cá dưa hồng này mọi người, cái đầu của nó béo, ăn miếng cá đấy nha, nhìn nhá. Gái mà ăn ít quá. Đi ăn đi quá. Cái đầu cá nó béo thật sự mọi người. Ngon quá. Mọi người ơi, mọi người cho em xin nút đăng ký kênh nha mọi người. Em chân thành cảm ơn rất nhiều. Cái cá nấu chấm cái mắm mặn này ngon lắm mọi người, ngon. Dừng video đây nha mọi người. Mọi người xem thấy hay thì cho em xin một tim, một chia sẻ. Và nếu ai chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em Vân Sumo Vlog nha mọi người. Em cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem video của em. Em xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Rồi, cho nên